Pega sal. Xoa loãng là nhanh luôn. Tay cân 6 này. Bao nhiêu? Còn tay cân 5, tay cân 6 này. Chào bác và dịch. Và dịch. Hiện tại thì em đang không có việc và phải ở nhà. Phải ở nhà nhiều. Chơi game giải trí trên điện thoại nhiều cũng chán. Em thì thích chơi trên những chiếc máy chơi game như này. Chiếc máy này thì hỏng mất rồi. Chiếc máy này thì mua về chơi game BN1 thì thực sự là rất là giật. PSP tất nhiên là không chơi được rồi. Chơi game BGBA thì nhiều cũng chán. Chơi Mnet thì Mnet và game Mnet ngày xưa ấy thì quá là chán rồi. Đó. Mua thêm cái tay game này về kết nối với Android, kết nối với iPhone để chơi game thì cũng không có cái gì thú vị cả. Và em có đặt mua một chiếc máy chơi game khác luôn. Đây. Một chiếc máy chơi game có tên là Super Rhino. Sản phẩm này thì ở Việt Nam chưa thấy ai bán cả. Em đặt trên mua trên Shopee đấy, ở bên Trung Quốc gửi về. Trên hộp thì nó cũng ghi đơn giản thôi. Đó, nhìn qua thì các bạn có thể biết là sản phẩm này có kết nối wifi và có thể download game về được. Có thể xuất hình HDMI. Bác nào muốn làm game cầm tay trên YouTube ấy thì mua sản phẩm này cũng được, bởi vì nó có thể xuất HDMI và dùng cái thiết bị ghi hình HDMI của em hôm trước để ghi hình. Cũng khá là ok em. Nếu mà sản phẩm này mà ok thì khi là em cũng ở nhà vọc vạch một cái kênh mới về về game nhỉ. Thì em xem quảng cáo sản phẩm này là có thể chơi được game PSP. Trở lại PSP này, PS1 này, tất cả game giống cái máy này. Nhưng mà chơi thêm game PSP là giống cái máy này nữa. Có nghĩa là giống hai cái này cộng lại với nhau này. Đó. Mà lại không cần phải là dùng máy tính để download về và copy vào, mà download trực tiếp trên wifi luôn. Không biết là nó sử dụng cái trợ ứng dụng như thế nào. Không biết như nào nhỉ. Đấy. Và nó có thể có cả Bluetooth để kết nối tay cầm ngoài như này. Có nghĩa là khi các bác cắm vào máy chơi game, cắm vào máy TV ấy và cắm cái tay kết nối với tay cầm này thì các bác sẽ có một chiếc máy chơi game như những chiếc máy PS1 hay là máy chơi game khác, bởi vì là chúng ta sẽ xuất hình lên TV và chơi game được bằng tay cầm bình thường nhá. Bây giờ là em sẽ mở cái hộp mà em mở cái túi mà em mua và review qua cái sản phẩm này cho các bác xem luôn. Thì các bác có thể nhìn qua là cái túi vẫn là cái túi màu nâu cơ bản, màu nâu mà quen thuộc ở Trung Quốc ấy, người ta hay đóng ấy. Đó. Tổng thiệt hại cho cái sản phẩm này nó rơi vào 2.227.000 nhá. 2.228.000 đi. Đó, các bạn nhìn đi không? Ship từ Trung Quốc về. Nếu mà có vấn đề gì thì hãy trả hàng và qua hàng như thế này. Bây giờ em sẽ mở hộp cho các bác xem luôn nhá. Đây, các túi còn nguyên luôn. Sản phẩm này ở Việt Nam chưa anh nào bán đâu. Thế là em mở hộp cái này để các bác xem luôn, để bác nào mà có nhu cầu bán thì cứ nhập về. Đây. Ồ, hình như là em đặt một cái sản phẩm màu xanh. Nó gửi với cái hộp màu vàng này nhỉ. Đây. Đó, các bạn thấy không? Chơi bên ngoài hộp thì đơn giản thôi, handheld game stand. Có nghĩa là chơi game cầm tay ấy. Handheld là máy cầm tay. Đó, những cái thông tin cơ bản là tiếng Anh ở đây. Có trợ ứng dụng, trợ game này, có kết nối wifi 2.4 này. Pin là 4000. Đó, màn hình là độ phân giải rất là cao, không ghi cụ thể là bao nhiêu, chỉ ghi là độ phân giải cao thôi. Mặt đằng sau không có nhiều thông tin. Đó, đơn rất là hộp rất là đơn giản nha. Đó, nhìn sơ qua thì các bác có thể biết là chiếc máy này có một cần analog này, có 36 phím ở đây. Rất là giống với tay game của máy Sega. Đó, có phím D-pad thì là hình tròn như này. Rồi, bây giờ em sẽ mở hộp nha. Xem bên trong nó sẽ có những cái phụ kiện như thế nào. Rất là cơ bản, cơ hộp nó không có nhiều thông tin, có không có số serial number hay email gì cả. Đó. À, nguyên siêu. À, bác có siêu ở đây này. Nguyên siêu luôn. Siêu của Trung Quốc mà. Sản phẩm này thì em mua ở trên Shopee và được gửi từ thẩm quyến, một chợ điện tử rất lớn của Trung Quốc luôn. Ở trên Shopee nó cập nhật rõ là ghi từ gửi thẩm quyến về đến Việt Nam. Đó. Ok. Em bỏ chiếc máy còn bên nha, xem phụ kiện trước xem như thế nào. Đó, em mua một chiếc máy màu xanh nhưng mà họ đã gửi cho em một chiếc máy màu vàng. Không, không sao, màu vàng đẹp. Một cái hộp đựng phụ kiện là thế nhẹ quá. Ôi, chỉ có một cái sợi dây sạc thôi. Một cái sợi dây sạc micro USB. Khá là thất vọng, bởi vì em nghĩ sản phẩm này là sản phẩm khá là mới. Nghe nói là được ra mắt vào cuối năm 2019 thì em nghĩ nó sẽ là Type-C.
và nó không có theo cổng sạc hay là cũng không theo cổng kết nối vào màn hình TV. Như sản phẩm này này, sản phẩm này thì hôm trước em có mở review X7 này thì nó có rất là nhiều phụ kiện kèm theo luôn, cả sạc cả siếc. Cái này mức giá tầm hơn 2 triệu mà nó chỉ có thế thôi, không còn một cái gì cả. Đó, rất là buồn. Đây, chiếc máy này khá là to này. Đó, các bác nhìn thấy không? Đó là dày luôn các bác nhá. Đó, mà không có một cái không có một cái tem mác thương hiệu nào. Em cảm giác rất là rẻ tiền luôn. Bên không có thông tin, không có một thông tin gì của máy cả. Đó, cái này có lẽ là thiết kế là để dán thông tin của máy nhưng mà bên sản xuất không dán vào cho em. À, chất lượng gia công thì thực sự không phải là cao cấp cho lắm. Đó, các bác nhìn không hở không? Đó, hỏi này này. Đó, là chất lượng gia công không là cao cấp. Em nghĩ đây là một chiếc máy handmade. Một chiếc máy handmade giống như những chiếc máy chơi game ở trên trên YouTube mà một số nước ngoài, một số bạn nước ngoài hay làm ấy. Đó, đây là một chiếc máy chơi game handmade. Có lẽ là chạy hành pi, và em cũng hy vọng là chạy hành pi. Bởi vì nếu chạy hành pi mà một chiếc máy chạy hành pi thì em mua giá đấy khá là rẻ đấy. Nhưng mà chất lượng gia công thì em cảm thấy thực sự không thích cái lắm, và nó sẽ không có một cái thương hiệu gì ở đây. Cái này có bỏ in một cái thương hiệu gì ở đây thì nó cảm giác nó xịn hơn, nó cao cấp hơn. Nhưng mà sản phẩm này không có in cái thương hiệu gì cả. Chất lượng gia công thì cảm thấy không xịn được lắm, nhưng mà chất liệu nhựa khá là xịn đấy, cứng cáp, rất là cứng cáp luôn, rất là cứng cáp và chắc chắn luôn. Cầm trên tay thì không nặng cho lắm đâu, nó không phải là nặng đâu. Không biết là linh kiện bên trong có nhiều hay không, em thì em chưa tiện tháo này ra cả. Bây giờ em chỉ trải nghiệm sơ qua xem như nào thôi nhá. Bên cạnh, bên này, đây là nút nguồn, có biểu tượng nút nguồn này. Bên trên là đèn flash, đèn led này để thông báo nguồn này. Đấy, rất là cơ bản như vậy thôi, có những chức năng rất là cơ bản. Phía bên này sẽ là phím volume, đấy cộng và trừ đây, bao giờ cộng và trừ cũng là volume. Dưới này thì không có một cái gì cả. Trên này là đầu não kết nối này. Bên này là cổng sạc vào, cổng USB, micro USB. Thực sự là cái này em lại nói lại là lưỡi em rất là tiếc. Bây giờ năm 2020 rồi, Type-C hết rồi. Nên là nếu mà cái này là Type-C thì tuyệt vời hơn rất là nhiều, nhưng lại dùng micro USB. Bên này có một cái chỗ để lắp thẻ. Đấy, đem cái mở xem có thẻ không nào. Có một cái thẻ này. Ok, là 128GB, 128GB thì ngon quá nhỉ. Thẻ 32GB thôi nhá. Thẻ 32GB thôi. Thẻ 32GB thôi, cũng là thẻ xịn, thẻ 32GB luôn. Bên này sẽ là cổng 3.5. Thì rất là hy vọng là cổng này có cả AV để kết nối âm thanh được và cái xuất hình ảnh ra TV. TV đời cũ ấy, của AV. Bên này thì cổng này là cổng mini HDMI các bác nhá. Đây là cổng mini HDMI này. Cái cổng này thì thực sự là mua cái dây này khá là hiếm. Hình như em có một cái của Sony thì phải, tí em lên em lục thử đồ cũ của em xem như là em có một cái này thì phải, để kết nối được vào HDMI xuất lên TV tuyệt vời quá. Còn bên cạnh còn không có một cái gì cả. Mặt đằng trước này, mặt đằng sau thì như này rồi. Mặt đằng trước này, mặt đằng trước này thì màn hình là khá là lớn và tấm nền rất là xịn này. Tấm nền thì khả năng là tấm nền này cũng xịn đấy, nền TFT gì đó, bởi vì là bên trong nó đen, rất là đen, nó không rẻ tiền đâu. Đấy, tấm nền này cũng được. Màn hình không phải quá là lớn, và màn hình là tỷ lệ là 16:9 chứ không phải 18:9 nhá, chỉ là 16:9 thôi. Đó, thì dưới này có cần analog, cần analog xịn lắm, cần analog này cao cấp lắm, xịn hơn là cái cần analog của cái này nhiều, thực sự là xịn hơn nhiều, rất là nhạy, rất là nhẹ luôn, ấn là cả rất là thích luôn. Phím D-pad được thiết kế khá là lạ, em rất thích cái phím D-pad kiểu như thế này hơn, chứ không thích cái kiểu như này, trông rất là giống giống thiết kế của máy nghe nhạc iPod này, giống máy nghe nhạc iPod cực kỳ luôn, đó, rất là giống luôn. Phím D-pad kiểu như này rất là lạ, không biết chơi game có thích hay không, nhưng ấn nhẹ lắm, ấn thích lắm, ấn rất là êm luôn, rất là cao cấp luôn, như một chiếc máy của Sony luôn, rất là êm luôn. Đó, bên này thì có 6 phím chơi game giống như những chiếc máy Sega. X, A, B này, I, C, D này. Đó, bên dưới này có phím home. Đấy, chạy hệ điều hành này, không phím home, không biết hệ điều hành gì, tí mở lên xem nào nhé. Phím select và phím start để chơi game. Đây có phím home rồi, rất là hay luôn. Bây giờ em sẽ mở nguồn nhá. Đây, mình có khung màu đen, nhìn khá là nổi bật. Đây, Padona Game S Mini. Cái thương hiệu này rất là nổi tiếng về game quân này show này. Đó, xem như nào. Đây, chờ khởi động lên nhá. Có vẻ hơi chậm. Có vẻ là hơi chậm. Ừ,
sợ tiếng Anh này. Cảm giác như phông trước của Android các bạn, rất là giống phông trước của Android luôn. Có lẽ đây là hệ hành Android đấy, nhưng mà có thể là Android từ thời sơ khai. Phần hướng dẫn này, volume này, cái nguồn này, đấy, cái đèn led sáng màu xanh này, joystick này, D-pad này, đó, đây hướng dẫn này, ok tiếp tục này, đây những phím chức năng, ok giữ cái mồm để vào cài đặt dài này, được, này kết nối HDMI, micro HDMI này, cổng micro HDMI chứ không phải mini HDMI nhá, kết nối được tai nghe này. Thẻ nhớ này và kết nối được đầu nguồn vào này. À cũng có thể kết nối được tay cầm ấy, có thể kết nối được tay cầm ở đấy luôn. Đây là hệ điều hành Android. Em nhìn rất là giống Android luôn, cái phông chữ là Android. Ok, đã vào bên trong. 21/4/2020. Đó, các bác có thể nhìn thấy biểu tượng không? Tất cả những cái biểu tượng trên màn hình này là của Android. Cái này là của Android nhé. Đây rất có thể là hệ điều hành Android luôn. Màn hình chính thì nó sẽ là như thế này. Rất là nhiều game. Ngay trên biểu tượng là game này là game của PSP này. Đó, game của PSP này. Đó. Thế xếp theo thứ tự từ 001 để xem bao nhiêu game tất cả này. Ok, tất cả có 2006 game. Có cả 2006 game các thể loại luôn. Đây, các bạn thể nhìn các thể loại luôn. Và bên này nó hiển thị là chơi game luôn, hình game luôn. Đây là game đua xe này. Đó, rất là nhiều là game. Đây là game của PSP đấy. Đây có cả game Audition này. Đó, rất là nhiều game hay luôn. Đây là game của PSP, có biểu tượng như này. Đó, những biểu tượng của game gì, thể loại như nào thì bên này nó sẽ có hết này. Bắn máy bay này, rất là hay luôn. Game 3D như thế này, bắn máy bay này. Game 3D và kiểu như là đối kháng thì nó sẽ hiện hình chiếu này. Đó, có ai gì đâu. Rất là hay luôn nhá. Đây, không phải 3D thì nó sẽ không có chữ 3D ở đây. Đó, rất là thông minh luôn. Cái này hiển thị rất là thông minh luôn. Đó, rất là nhiều game. Và bên này thì có theo danh sách nhé. Tất cả các game để hiển thị ở đây. Đây, bây giờ trở lên đây thì có theo... cái này là gần như là theo thể loại này. Đấy, phần chia theo thể loại mới chơi hay không này. Và bên này là tìm kiếm. Bên này là tìm kiếm theo tên. Ok, thì vừa giờ em có đọc qua hướng dẫn ấy. Đọc qua hướng dẫn mà lúc khởi động ấy. Thì phím giữ phím home thì nó sẽ vào cài đặt. Đấy, nó vào cái đặt nha. Ok, thì bên trên này nó sẽ có cài đặt máy chơi game. Ấn A để chọn này. Ở đây thì có wifi này, có bluetooth này. Đó, bật bluetooth sẽ như nào. Gạt lại bật Android. Rất là giống Android luôn. Cái nó thử một cái tay game sẽ như nào. Đấy nhá. Đó, cái đỗ bên tay game này lại có thể chơi game bằng tay cầm được. Đó, đây. Nó sẽ tìm đến tay cầm. Để xem nào, xem mãi của cái này là gì nào. Đây, chẳng nó hiện tên. Cái này nó không hiện tên mà nó hiện theo mã wifi. Mà không biết là cái nào là hình cái tay cầm. Đây là Android. Rất giống Android luôn. Mà em nghĩ là Android. Hay là Android. Đó, rồi, tí cái đỗ tay cầm xong. Em sẽ cái đỗ tay cầm vào review sau nhé. Nhắc lại ra này. Wifi này, độ sáng màn hình này. Đó, cho nó thấp thôi. Để còn quay được phim cho các bác xem. Đó, để 50 thôi. Đó. Đây là âm thanh. Đây là chế độ nghỉ sau 1 phút. Đó, các bác nhìn thấy giống Android không? Hiển thị pin, ok rồi hiển thị lên ngày tháng này. Đây là quay lại này. Cài đặt phím này. Cài đặt cái game này. À, chạy ứng dụng ở đây. Đây, ngôn ngữ thì bây giờ em vào thử thì không có tiếng Việt. Đấy, nó có tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, chứ không có tiếng Việt, nó chọn tiếng Anh rồi. Kiểm tra và cập nhật, có thể kiểm tra cập nhật được qua wifi đấy. Đó, vào chợ ở trong nhà nhá. Ok, vào chợ này. À đâu, ấn nhầm. Nút D là thoát ra, nút A là chọn. Em ấn nhầm. Vào chợ xem nào. Đây. Đây. Đó, coi cái gì đâu. Đây là chợ ứng dụng này. Bên này có các thể loại có thể download được này. Có game đối kháng, game bắn súng, game hành động, game thể thao, game đua xe. Đấy, một số game như là máy thùng này, thể loại là máy thùng này, PSP này, PC này, Nintendo 64 này, PS1 này,
NFC này. NFC đây là game, đây là game NS này, game này là game NS này, game GBA này, GBC này, MD này, đó rất là nhiều thể loại game luôn. Như game SC này, hay là PCE, đó các bạn nhìn không? Rất là nhiều thể loại game mà bạn chúng ta có thể download trên này nè. Đấy nha, bây giờ tăng là team này. Đó, bên trên này có một game này, Meta Saloon để cho các bạn làm này. Đó, rất là nhiều loại game luôn. Đó, rất là hay. Bây giờ em phải kết nối wifi và tạo xem như nào nhé. Đây các bạn này, các bạn có thể nhìn thấy không? Android chưa? Đó, nhìn thấy không? Android. Đây là hệ thống Android. Mà không biết là người ta tùy biến kiểu gì là em sẽ không vào được chợ set play hay gì cả. Đó, nhưng là hệ thống Android phát triển lên hệ thống Android. À, cái wifi sau đó nhá, em phải đào một game rồi nào. Em đang muốn đào game Tekken 6 của Tekken 6. Tekken 6. Xuất lót rất là nhanh luôn. À, Tekken 6 này. Đó, các bạn nhớ. Có Tekken 5, Tekken 6 này. Dung lượng là 700 MB, Tekken 5 là dung lượng 1 GB. Ok, đặt Tekken 6 về. Ok, đặt. Ok, Android đấy. Android nhỉ, các bạn nhìn Android chưa? Android này. Đó. Không thể cài đặt bởi vì là nó sẽ không hỗ trợ cho thiết bị này. Sao lại không hỗ trợ thiết bị này nhỉ? Hay là phải cập nhật. Thế cái sao không hỗ trợ? Không hỗ trợ. Có PSP nhưng mà không hỗ trợ. Ok, em phải cập nhật lên xem như thế nào. Xem có bản cập nhật mới chưa. Đây là bản mới nhất. Rất tiếc là không chơi được Tekken 6. Mà em rất thích game đấy. Một game khác xem nào. Game PSP có game Vô Đổ Vua. Vốt Độc Vua chỉ có Vốt Độc Vua kiểu trên PS1 thôi, không có Vốt Độc Vua kiểu đối kháng, không có Vốt Độc Vua ở trên PSP. Nói chung là cũng rất là hạn chế cái trợ ứng dụng của nó, thì cũng rất là hạn chế. Em hy vọng là em sẽ có copy những cái file game ở trong thẻ nhớ và em chơi được. Ok, chỉ đơn giản ngày hôm nay em chỉ làm ngắn gọn như vậy thôi nhé. Em sẽ review cái việc mà kết nối tay cầm chơi game nào và kết nối vào máy tính như nào, sẽ review sớm cho các bác xem. Ok, chào phần 2 của cái máy chơi game này, rất là thú vị. Chào các bác ạ.